ở đâu đó mà thấy người ta nói là em hình thành phong cách tự nói xấu chính mình. Thế à? Đúng không? Không có đâu, fan hâm mộ chắc em trong... làm chuyện đấy không? Em không làm. Em... Hoặc là em sẽ tạo điều kiện cho mọi người nói xấu em. Tại vì em thấy cũng vui mà, em thấy rất là vui. Với cả là em không biết là các ca sĩ khác thì có khoảng cách gì với FC của mình không. Chứ như em thì em coi mấy đứa như em á. Mà em nghĩ là như thế mà làm cho mọi người vui thì cũng là ok. Thật ra thì ai mà chẳng có lúc xinh lúc xấu, và nó không ảnh hưởng quá xấu đến mình, và nó cũng không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh thì em thấy ok. Vậy bây giờ em hãy tự nói xấu bản thân mình 5 câu chuyện nói xấu bản thân mình mà cảm thấy không ảnh hưởng ta hả? Em là một người mà đến bây giờ thì mọi người có thể biết thêm nhiều một chút về em. Bởi vì là dạo gần em cũng thoải mái bộc lộ mọi thứ tính cách của mình ấy. Chứ trước đây thì 10 người gặp em thì 10 người đều nói là không nghĩ là Bích Phương ở ngoài thế. Ai nghĩ là một cái cô bánh bèo kiểu trúng chín ấy. Nhưng mà thật sự thì tính cách em không như thế. Và thường thì em nghĩ thường thì những người có tính cách cởi mở rất hay có những cái tật xấu. Nói chung sau đây thứ nhất là hơi lôi thôi bụng thôi. Trông em đây là chuẩn bị đi dựng một cái event cho nên là đầu tóc gọn gàng, váy vóc xinh đẹp. Vậy anh tưởng là làm cho để cho phỏng vấn, bộ phỏng vấn của anh đó. Không anh ơi, em sắp đi một cái. Vậy nếu mà bữa đây phỏng vấn thì vẫn mặc đôi lôi thôi lộm thộm. Thì em nghĩ là em sẽ không mặc những cái váy mà làm cho em phải kiểu kể che trên che dưới như này, mà em sẽ chọn một bộ đồ thoải mái hơn. Nhưng mà tí nữa em phải đi dự một event để máy bóc xương sàn liệu này chứ. Bình thường em cũng thích thoải mái, em thích. Hồi xưa thì còn không có thói quen gấp quần áo, tủ cứ mở ra cái gì rơi ra trước thì tức là nó đầy đến cái nỗi tủ quần áo của em cứ hay mua quần áo linh tinh, xong rồi em nhét ở trong tủ, xong rồi em quên mất sự xuất hiện của những cái thứ quần áo mua cho giờ mà cái, xong nó đầy quá. Hồi xưa là cứ ra đường mở. Trời ơi, cái kiểu này chắc ở nhà bị mẹ la lắm rồi hả? Hồi xưa thì hay bị mẹ mắng, chứ bây giờ ở xa rồi thì thoải mái hơn. Với cả là bây giờ em cũng có một chị giúp việc giúp đỡ em. Vấn đề gấp quần áo em ghét nhất cuộc đời là gấp quần áo. Sao em lại ghét gấp quần áo thế? Thì cái việc là vô cửa dã man ấy, đằng nào bỏ ra chả phải làm. Cho nên em rất ghét gấp quần áo. Đấy chính là lý do mà mỗi khi mà mở cửa tủ ra là em thấy cái gì rơi ra trước thì em sẽ mặc trước. Nhưng bây giờ thì em đã thay đổi rồi. Bây giờ em đã trở thành một cô gái gọn gàng và lịch sự hơn. Nhưng mà cũng đâu biết gấp quần áo. Có một số lần miễn cưỡng vẫn phải gấp thì cũng vẫn gấp, nhưng mà nói chung em không thích gấp quần áo lắm. Ồ đấy, tức là ví dụ như hồi xưa đi, mọi người gặp em làm sao mà nhìn cái cô đấy như này làm sao nghĩ lại ở nhà không chịu gấp quần áo. Nghĩ là một cô kiểu bánh bèo, kiểu bánh bèo. Rồi, số 2. Số 2. Em cũng không thích rửa bát nữa. Thích rửa bát một chút nào em. Mà dù em rất thích nấu ăn nhưng em chỉ thích bày thôi, em không thích dọn. Cho nên mỗi khi mà bạn bè sang nhà chơi thì hoặc là em phải deal được trước với chị giúp việc là chị ơi hôm nay nhà nấu ăn chị sang ăn cùng nha, rồi lát chị dọn cùng nha. Hoặc phải deal được với các bạn là hôm nay Phương nấu thì mọi người dọn nha, thì em mới nấu. Chứ nấu xong mà một đống ở đấy đuổi nhà. Lúc đó chúng bạn nó có chửi em không hay là nó nói em lợi dụng không? Không, em nấu cho chúng bạn ăn mà. Chúng bạn hỏi bạn thân của em là ai? Hỏi bạn thân của em á. Em không có nhiều bạn. Em không có nhiều bạn ở trong nghề. Em không biết nữa, chắc là tại vì tiếng em cũng không. Em không phải là người quảng giao làm. Rồi, cứ tới câu chuyện thứ ba đi, mình nói xấu tới câu chuyện thứ ba đi. Nhiều thế à? À ừ đúng rồi. Em nói rất to. Em nói to lắm. Mỗi khi mà, tức là ví dụ như ngồi với anh đi thì đấy, em biết là bây giờ đang có rất nhiều máy quay chiếu mặt em thì em sẽ phải tự ý thức là mình phải lịch sự và mình bớt lại. Nhưng bình thường đi với mọi người, nhất là bạn bè em ở trên xe, và mỗi khi mà bàn đến một cái chủ đề thì mà mình cảm thấy tự tin là mình có thể tham gia được vào thì em nói rất to. Và bạn em còn bảo là em có sức mạnh của người con của biển vì em quê Quảng Ninh, cho nên mọi người bảo cô này nói to chính là vì quê Quảng Ninh. Thật ra chả liên quan lắm, em thấy người Quảng Ninh cũng chị Hồ Quỳnh Hương dịu dàng mà. Sao em lại nói to thế nhở? Em nói to là bình thường mà ở nhà, mà nói chung là mỗi khi mà nói chuyện bàn đến một cái vấn đề thì mà mình có thể tham gia được thì thường em nói rất to. Có cái sự cố gì liên quan tới cái sự nói to này không? Chỉ ở nhà thôi, các bạn thì những người mới quen thì hơi sốc văn hóa với em.
mọi người không chuẩn bị tinh thần là em ở ngoài sẽ nói chuyện như thế thì hơi hơi không quen một tí, chứ còn bạn bè thân rồi thì thường thì mình thử câu đi em. Thôi sao vậy? Em cũng hay ngại ngùng lắm. Em có gì để bảo vệ nữa đâu, hồi nãy có gì để bảo vệ nữa. Chưa, nhưng ở đây có nhiều máy quay nên em sẽ lịch sự đến cùng. Thôi, ba tính xấu là xấu lắm rồi đấy, khiếp con gái con đứa, quần áo không gấp, bát đũa không rửa, con nói to. Đủ sổ đấy con. Hai nữa. Em khá ngang. Khi mà có một cái vấn đề gì đấy ở trong công việc thì, hoặc là ở trong công việc mà trong cuộc sống nói chung, em là một người rất là ngang. Nhiều khi em biết là em sai đấy, mà em ví dụ như kiểu tại vì toàn bạn bè chẳng hạn, ví dụ thế, cư xử trong một cái môi trường như là kiểu nhiều bạn bè, em hay bị tính bảo vệ quan điểm một cách ngang, tức là biết là sai. Ngang. Như thường quan điểm về gì? Những cái vấn đề lặt vặt, tranh hành, tỏi ớt, quét nhà, lau nhà, rồi dọn dẹp vân vân, thế em rất hay ngang. Em với Tiên rất hay cãi nhau. Em với Tiên với một người bạn nữa để sống chung ở trong một căn hộ. Mà lần em cãi nhau với Tiên to nhất không phải là chuyện công việc, mà vì em đi ra ngoài, em đi ra khỏi phòng làm việc của nó và không chịu đóng cửa lại. Em không thể nhớ được chuyện đóng cửa mỗi khi bước ra khỏi một căn phòng này. Nhưng mà Tiên có dặn là có đóng cửa. Nó nói với em tầm khoảng 1.000 lần về cái chuyện đấy. Không đâu. Mà thật sự là em không nhớ ra. Em không thể nhớ được là nó đã nhẫn nhịn 1.000 lần trước rồi, và đến lần 1.001 thì không thể chịu được nữa. Và đấy là lần mà em với Tiên cãi nhau to nhất, chính là vì việc em ra ngoài rồi và không đóng cửa phòng lại. Và lúc đó Tiên không nhịn được nữa. Đúng. Đừng chống lạnh trước cửa. Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi, là đi ra khỏi phòng phải đóng ngay cửa lại. Đây sao 1.000 lần rồi, bây giờ đến 1.000 lần thứ 1.001 vẫn không đóng nổi cái cửa phòng lại. Sao em cãi mà tao không nhớ, sao mày nhớ được? Đóng cửa phòng nó quá khó nhớ so với trí nhớ của tao, tao không nhớ. Đấy, em hăng vướng và em cãi. Và câu chuyện kết thúc sao? Mỗi đứa đi một phòng, em vẫn nhất quyết không chịu đóng cửa. Đấy, nói chung là em hơi... Em sẽ cố gắng sửa đổi cái tính khí ngang trái của mình. Thế nhưng mà đấy, lần mà cãi nhau của em với Tiên, hai đứa cãi nhau to nhất là không phải vì vấn đề công việc mà vì chiếc cửa. Anh thấy dễ thương mà em kể 4 câu chuyện nè, anh thấy em không xấu chút nào luôn á. Không anh ơi. Cái vô tư, ngây thơ. Nhưng mà bát đũa không dựng mà nó không gấp và ngang. Và con trai nó vẫn thích, cha nó thích kiểu đó lắm. Không, con trai là thích những cô nhá. Nữ công gia tránh tề gia nội trợ. Lộn rồi, lộn giai đoạn rồi, lộn thời kỳ luôn rồi. Thế à? Thì tức là em cần phải phát huy những tính xấu đấy đúng không? Em có thể nói to hơn và... Không, tức là em chưa kể cho anh thật sự những câu, những cái tật xấu thật sự của em, là kể em, ra thì... người ta sẽ ghét em. Em thấy xấu phết rồi đấy. Có gì chuyện gì cực xấu đi, cho chuyện cuối cùng cực xấu luôn. Em không giỏi trong chuyện dụ hình. Tức là những chuyện á, khi mà anh nói với em, anh sẽ nói là Phương đừng kể câu chuyện này cho ai nghe nữa. Ừ, một lúc sau khi mà em tìm được một cạn nào đấy ở trong chuyện buôn chuyện ấy rồi. Này, tao kể chuyện này nhưng cấm được kể lại cho ai nhớ. Tại vì ông dặn rồi đấy, không được kể cho ai đâu. Cho nên bí mật thân làm cái chuyện. Xong rồi bắt đầu nhớ, từ đầu như này nha, ai biết sao giờ. Ủa, đôi khi xảy ra những cái hậu quả lớn lắm đó em à. Đúng không? Thì thật bây giờ em vẫn chưa thấy có hậu quả gì, cho nên em vẫn nhiều chuyện lắm. Sao em lại nhiều chuyện thế nhỉ? Rõ ràng như có những chuyện ví dụ như chị Châu à? Này, biết tin gì chưa? ABCLG. Nhưng mà không được kể cho ai đâu đấy. Bí mật quốc gia kể ra là chết đấy. Nhưng mà ngay lập tức buổi tối đến là em sẽ ngay lập tức gọi cho Tiên hoặc là một người bạn thân nữa của em. Em sẽ nói, này bác ơi, biết tin gì chưa? Bà Châu vừa kể xong ABCLG cũng như thế. Thậm chí là có thêm một vài chi tiết thêm thắt cho vui nữa. Ôi em xấu quá. Vậy sau khi cái video này lên là biết bao nhiêu người đã từng gửi gắm câu chuyện bí mật vào em, người ta sẽ cảm thấy hoang mang. Không, tại vì là mọi người đều biết là em như thế thôi, những bí mật mà kiểu chết xấu để trong bụng chết mang theo mọi người sẽ không kể cho em. Những bí mật mà kiểu tầm độ khoảng 50 người biết được thì em sẽ là người nghe. Thế còn những bí mật mà kiểu sống để trong bụng chết mang theo thì em không có cơ hội. Còn em, những chuyện bí mật của em có chuyện kể cho ai nghe không? Em không giỏi trong cái chuyện chia sẻ lắm. Em có một người bạn rất là thân từ bé đến bây giờ là
nó là hàng xóm của em ở chung xóm từ hồi hai đứa còn bé tí. Mẹ em chuồng hai đứa ra tắm ở ngoài sân, đến bây giờ là chơi với nhau rất thân. Một người bạn tên là Giang, cũng tên là Giang. Nhưng mà có những cái chuyện mà em nghĩ là em hơi có lỗi với nó một chút, là bởi vì em nghĩ là đã thân như thế thì sẽ có những cái chuyện mà nó phải là người được biết đầu tiên. Nhưng mà em luôn luôn em không có đủ can đảm để ngồi lại và bảo là này Giang ơi, ngồi xuống đây, tao có một chuyện nghiêm túc này muốn nói với mày, tao có chuyện này ABC là tao muốn mày là người biết trước tiên. Em không, tức là em không giỏi trong chuyện chia sẻ. Và ví dụ như mình mà có một cái vấn đề thì trong cuộc sống bạn mình luôn luôn phải là người tự biết cái chuyện đấy. Cái lúc nào đấy mà em muốn ngồi xuống chia sẻ thì nó sẽ bảo là thật ra chuyện này tao biết lâu rồi, nhưng mà mày không nói thì tao cũng kệ mày thôi, chứ đấy kiểu đấy. Nhiều khi em thì cũng hơi có lỗi một chút, nên em nghĩ là đã thân với nhau thì mình nên mở lòng hơn. Em vẫn đang tập cái cách đối thoại với mọi người. Thật ra em cũng không thấy, tức là nói chuyện kiểu hơ hớ thì em tự tin là em cũng hơ hớ được, nhưng mà mỗi khi mà cần phải ngồi xuống để nói về những câu chuyện nghiêm túc thì Trúc nói về Giang lúc nãy anh vẫn thấy em rất là xúc động mà. Thì em vẫn có thể sống một cuộc sống sâu sắc kiểu vậy được. Đấy là chuyện của Giang, ý em là chuyện của em. À, em không giỏi trong cái chuyện mà ngồi bày những câu chuyện của mình ra và nói chuyện. Hơn 8 tháng chút xíu rồi. Có gì thay đổi trong cuộc sống của hai đứa không? Trên giường có người lạ. Đúng từ đó. Trên giường có người lạ. Trước 8 tháng đó thì trên giường không có người lạ. Đúng rồi, trên giường chắc đó không? Thì không có chứ. Là không có. Lúc đó thì chỉ có là gia đình Harry thôi. Mà mỗi người cũng có riêng một phòng rồi. Người Harry cũng là một cô gái truyền thống thì có chồng rồi mới cho chồng lên giường. Thì tương đương vậy thôi. Trời đất ơi. Tức là trước khi cưới thì mình sống chung với gia đình mình. Thì lúc đó thì mình sao ta? Harry thì lúc đó cái cảm giác thì chắc chắn là nó sẽ thoải mái hơn nhiều. Tại vì ở nhà mình ở dơ cũng ai nói, không ai nói gì cả. Với lại tuy mẹ mình chửi nhiều nhưng mà dù gì cũng là mẹ mình, cho nên mẹ mình đâu có đánh mình. Không thoải mái ở đây là ít ra trước đây thì mình không có mặc đồ đầy đủ, mình mặc đồ rất là mỏng, thiệt mỏng, đi xuống dưới ở đâu cũng được hết. Thì bây giờ thì mình Harry không có làm được như vậy nữa. Harry ít ra là Harry đi xuống hay đi lên ở đâu đó là bất kỳ ở đâu cũng phải là phải ăn mặc đầy đủ, chứ không có được ăn mặc dịnh dị như trước nữa đó. Bố mẹ chồng có nói gì không? Không, thật ra thì ba mẹ chồng rất dễ thương, rất là dễ thương. Và thực ra thì nói sao ta, ba mẹ chồng mình là rất là hiểu và cảm thông cho công việc này. Tại vì con của ba mẹ là đã dậy cho nên làm việc từ sáng tới tối là chuyện bình thường, nên Harry làm vậy cũng là ba mẹ rất là hiểu cho mình, nên cũng không có cái gì là làm cho Harry khó hết. Thật sự là ba mẹ rất là dễ thương, rất là dễ thương. Mà ông chồng đôi khi lại khó nhất, khó hơn à? Ông chồng là khó nhất, khó nhất, nhìn mặt là biết là khó rồi. Tôi khó để biết gì. Khó thông qua những cái việc gì vậy? Thực ra thì khó là anh Thành là một người rất là ngăn nắp, rất thích sạch sẽ. Còn bản thân Harry là suốt ngày, suốt cuộc đời của Harry là mẹ Harry lo cho Harry rồi. Là Harry về nhà là Harry cởi đồ, Harry để đồ tại đó luôn. Là bất cứ đồ gì của Harry đi diễn xong là Harry để tại đó, Harry không có để đâu hết, Harry không có để chỗ cất lại. Bản thân lúc đó thì bản thân mẹ Harry là lúc nào cũng là ngăn nắp cho Harry, dọn dẹp sạch sẽ, sạch sẽ cho Harry. Còn bây giờ là trợ lý Harry không làm thì chồng Harry làm. Thì chồng Harry, ông chứ thần. Chồng Harry không bắt Harry làm hả? Thật ra thì hôm trước có làm, anh ơi em sẽ tự sắp xếp xong rồi. Harry làm xong không? Em làm xong hết rồi, xong rồi ông chửi quá trời chửi. Tại sao cái này để đây? Tại sao cái này để ở đây? Nó phải nó ngắn nắp đầy đủ chứ. Xong rồi thì tức là mỗi khu vực là anh ấy có suy nghĩ, là anh ấy có đoán trước là đây là nó khu vực để áo t-shirt không, rồi chỗ này thì để cái quần dài không, chỗ này thì nó như thế nào. Tức là ông có khu vực đầy đủ riêng hết. Còn mình thì mình làm chuyện đó không được. Không được, tại vì mình thì mình đâu biết là cái khu vực nào là khu vực nào đâu. Thì mình có móc thì mình
treo xong rồi vậy thôi chứ không có cái gì hết. Thì mình thích, mình cũng nghĩ là mình cũng phân loại rồi, nhưng mà anh Thành là một người phân loại cụ thể chi tiết hơn. Mà thật ra một phần là do Harry không có làm được điều đó nên Harry có vẻ sướng hơn, tại vì anh Thành lo hết. Chứ anh Thành sẽ là người treo đồ, tức là cái đồ quần áo của Harry mới giặt xong để cái rổ, thì anh ấy, chính anh ấy để tôi là nha, đừng có đụng tới gì hết nha. Xong rồi anh ấy tự làm hết. Anh cũng nhiều việc như vậy mà anh về anh cũng phải lo thêm cho Harry nữa, thời gian đó anh sắp xếp vậy. Thật sự mà nói là Harry nghĩ là anh ấy rất là thưởng thức cái chuyện đó. Tại vì anh ấy, Harry cho là anh ấy là một người thích sao ta? Quán xuyến tất cả mọi việc. Không phải. Kiểm soát tất cả mọi việc. Cũng không phải đâu. Anh ấy là một người thích chơi búp bê, rất thích. Thì lúc mà... chuyện đó chỉ là chỉ con gái mới thích những chuyện đó không? Đúng, con gái mới thích. Còn anh ấy là cực kỳ thích cái những một chuyện mà anh ấy kiểu em ơi mặc cái này đi, em ơi như thế này đi, như thế kia đi. Anh ấy rất thích chuyện à, đó. Tức là anh coi những người phụ nữ giống như là búp bê để anh cho mặc đồ. Đúng. Chứ không phải là anh thích những chơi những con búp bê. Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Là anh đúng có rồi. Chơi búp bê không? Không, anh ấy không có chơi búp bê, anh ấy chơi búp bê sống thôi. Đó, vậy đó. Trời ơi, thiệt khủng khiếp. Lúc đầu là Harry cũng sướng, Harry cảm thấy sướng tại vì anh ấy hay mua đồ đặt cho Harry này nọ thì mình cũng vui, mình con gái. Bạn thì mình tưởng là quan tâm là mình, thương mình rồi này nọ. Cái tính cách của ổng, mình tưởng cái là sở thích của ổng. Đúng rồi, mình tưởng là hả, trời lúc đầu thì mình hạnh phúc, trời ơi, người yêu mình cứ chăm sóc đến mình này nọ. Nhưng mà sau này càng ngày càng về sau thì cái cảm giác là ủa mình không có thưởng thức, cũng có vui thì cũng có, nhưng mà cái sự thưởng thức của mình, sự vui của mình nó không bằng của ổng. Ví dụ đi mua quần áo, Harry thấy em mua như vậy là đủ lắm rồi, không cần mua thêm. Thế này anh ơi em thấy đủ lắm rồi, anh mua nhiều quá. Không, em thử cái này đi, thử cái kia đi. Tức là anh ấy vô, tức là khi mà bước vô cái tiệm quần áo là Harry không có thời gian nữa chọn đồ. Anh ấy vô, anh ấy móc, bác Harry vô trong phòng thay đồ. Là từ vô cửa xong Harry vô trong phòng thay đồ tới tính tiền là Harry ở trong phòng đó thôi, Harry không có ra ngoài, Harry tự lửa đồ không cần là Harry chỉ cần công việc là anh ấy bỏ vô thử rồi thì chỉ cái công việc của Harry là thử xong rồi được chưa thằng này, trên được dưới chưa được, xong là tự làm hết thử quá trời thử tới mức độ năng nỉ. Anh ơi em rất mệt, cho em đi về, em thấy mua đủ lắm rồi. Thì anh ấy bảo là bồi thêm mấy cái này nữa đi, thêm mấy cái này nữa đi. Thì tưởng là ok, mình cũng ráng. Dù gì cũng là thôi anh ấy thương mình, mình cũng ráng xem lại. Ok, mình thử hết mấy tiếng đồng hồ mệt lắm rồi. Xong rồi thì thanh toán xong về thì cũng vui. Thì mình muốn là treo đồ cho nó đẹp thôi. Nhưng không phải là tới đó là cùng. Còn gì nữa? Anh ấy yêu cầu mình mặc lại. ngay trong cái buổi shopping đó luôn, về mặc lại. Về nhà mệt muốn xỉu. Em ơi, mặc lại đi, anh thấy lắm. Tại vì vậy nè, anh muốn phối đồ cho em đầy đủ luôn. Anh ấy mệt lắm. Em rất là mệt. Mẹ em quá, thôi em ngủ, em ngủ nha. Năn nỉ. Quá năn nỉ, mua đồ cho em mà em. Rồi này đó, anh phải thử đồ từng cái. Quần áo, rồi anh ấy em, anh nghĩ là quần áo này phải hợp với cái giày này nha. Xong rồi anh ấy trời ơi, cái giày của Harry cũng nhiều mà Harry, anh ấy tự chọn. Xong rồi đây, em thử này đi. Rồi cái này thì phải với đi túi này nè. Xong rồi anh ấy cũng tự sắp xếp ta hết. Thì đúng là về nhà thay đồ thôi cũng là mất mấy tiếng đồng hồ. Đấy, chuyện rất là bình thường. Là đôi khi Harry cảm thấy anh thích, Harry nói hình như anh thích chơi búp bê phải không nhỉ? Thích chơi búp bê là nó có một đoạn của kia nó vậy phải không? Thì anh nói là không, anh thích phụ nữ của anh rất. Thì thực sự mà nói là xưa giờ là Harry không có để ý ăn mặc. Hay là người từ xưa giờ Harry nó tới mức độ mà hả, quản lý hay là những người xung quanh Harry năn nỉ luôn nè. Trời ơi Harry ơi, mua đồ đi, mua quần áo đi. Trời ơi sao mà bèo dữ vậy rồi nè. Tại vì thực ra mà nói là cái ăn mặc đẹp của Harry là Harry không có nhu cầu. Harry có đồ ăn mặc ra ngoài thoải mái là xong, chứ không có
kiểu như là ra ngoài mà phải đẹp từng ly từng cm này nọ thì Harry tính cấp với tính cấp Harry thì lại không có vô, tại vì Harry thích thoải mái chứ không phải là thích kiểu như là suy nghĩ đến từng cái chăm sóc như vậy. Mà cái cách chăm sóc của anh Trấn Thành đối với Harry á, thấy cái kiểu đó là giống như một người chồng đó cho người vợ, hay là cái kiểu chỉ là hai chị em đi mua đồ shopping? Không, đúng là cái đó là một người chồng. Đúng rồi. Yêu vợ nên cái đó là đúng rồi. Cũng không đến nỗi nhiều đến vậy. Không, nhưng mà nó anh Thành là một người hơi khác, là một người cực kỳ quan tâm đến fashion. Yeah. Rất là quan tâm. Và thực sự là Harry nghĩ là nếu như là mình là một người làm nghệ sĩ thì với tính cách anh Thành là đúng. Thực ra tính cách Harry thì Harry quá là chưa có tính từng cái như ảnh. Ảnh thì một người quay chương trình xong về nhà anh xem lại, anh monitoring hết những cái hành động và những cái cử chỉ và những cái phát ngôn của anh. Có cái gì anh cảm thấy không ổn, anh suy nghĩ lại và anh nói là ồ sau này anh không làm vậy nữa. Thì anh mỗi lần là chương trình nào, bất cứ chương trình nào anh ấy tham gia, anh ấy coi lại hết. Thực sự Harry rất là nể cái đó, tại vì trong thời gian nghỉ ngơi của anh ấy cũng đâu có nhiều đâu, nhưng mà mỗi lần có thời gian chút xíu là anh em bật xem lại hết. Vừa tắm cũng xem, vừa đi toilet cũng xem, nói chung là bất cứ ở đâu ăn cũng xem này nọ. Đôi khi Harry cũng cảm thấy bị động ở những trường hợp đó. Nhưng mà thực ra mà nói là Harry với anh Thành là hai người từ đầu là hai người không có suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Và hai người, cùng bản thân Harry thì chắc là trong đầu Harry thì chắc mình cỡ 34, 35 tuổi mới cưới. Còn anh Thành là nói thẳng với Harry luôn là anh chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện cưới. Thì thực ra thì hai người này sau cưới được cũng không biết lý do nào luôn. Tự nhiên có cái gì đó kỳ kỳ á, tự nhiên dập xong rồi tự nhiên một ngày nào đó mình ê hôm nay mình cưới hả, vậy luôn. Thì chắc là do Trấn Thành là một người dễ thuyết phục, dễ làm cho người khác mụ mị đầu óc, cho nên Harry rơi vào bẫy của anh Thành lúc nào không hay. Không, thực sự mà nói là cái ông Thành á, là mình cũng không có nghĩ là ông Thành sẽ cầu hôn sớm như vậy. Yeah. Chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tại vì hai đứa gây lộn á. Harry nghĩ là thôi công việc của mình tốt, mình sống tốt là được, chứ đàn ông có thì cũng được, nếu không có thì không thôi sao. Con gái bây giờ người ta tự kiếm tiền được thì thôi vậy là được, chứ không cần thiết là phải có chồng mới được. Thực ra thì lúc đầu quen anh Thành cũng đâu có nghĩ tới chuyện cưới, bởi vì lúc đó thì Harry nghĩ là cũng muốn gặp thử người này người nọ để biết nhiều người hơn rồi này nọ, chứ cũng không có nghĩ là ồ gặp anh Thành xong rồi thì được cái gì, cũng không có nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Xong rồi bản thân anh Thành cũng vậy luôn, là anh Thành chắc lúc đầu thì anh Thành cũng không biết, tại vì anh Thành không biết người Harry sẽ như thế nào, không biết có đúng cái gu của anh không. Tại vì nếu như thật ra là cái ngoại hình của Harry là không phải là gu của anh Thành, chứ gu của anh Thành là ngoại hình phải gu anh Thành là phải sắc sảo và phải nhìn là biết là wow đẹp quá, tức là ngoại hình nó phải đẹp thiệt là đẹp, mà nó kiểu như Angelina Jolie đó, mấy người kiểu như mà sắc sảo mà nhìn nó hấp dẫn sexy quyến rũ là mấy cái đó mới là đúng gu của ảnh. Và những người gầy thịt gầy chỉ có xương thôi thì ảnh thích những người vậy. Cũng chị Hoa cũng là gu của ảnh luôn, tức là ảnh thì thích những người như vậy. Còn bản thân Harry thì dễ thương muốn miếng, không có liên quan tới cái đó luôn. Thì bản thân anh Thành là, anh nói là anh đã suy nghĩ rất là nhiều là có nên đến với cô này hay không. Tại vì sợ là mình lỡ đến mà mình cảm thấy chán anh cô này thì thấy rất là tội nghiệp cô. Tại vì thấy Harry cũng rất là đàng hoàng, anh cũng rất là lo sợ, nhưng mà ai ngờ gặp nhau xong hai người do cái tính cách hợp quá, xong rồi mới tiếp tục xong rồi tự nhiên một ngày đó hơi cưới. Và anh ấy cũng nói luôn là anh chưa bao giờ trong cuộc đời của anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cưới với ai hết. Nhưng mà cho anh biết tại sao em hỏi không, tại vì trong mối tình trước đó của chị với anh Tiến Đạt, chị có vẻ chị là người chủ động hơn, còn trong mối tình với anh Trấn Thành thì chị lại là người bị động. Thực ra thì bị động thì cũng có chứ không phải không, nhưng mà bản thân anh Thành cũng bị động về những cái của Harry. Thì giống như là Harry hay kiểu như là nói anh Thành là nhiều cái anh đừng có phát ngôn, anh đừng có nói gì, anh đừng có làm hành động này. Anh ở ngoài đường thì anh làm ơn chú ý đến những người xung quanh, anh nói nhỏ thôi hay này nọ.
đi làm việc thì anh đến đúng giờ hay là gì đó, thì hay là hai người hay nhắc nhở cái đó. Còn bản thân anh Thành thì lại nhắc nhở những cái Harry là ăn mặc phải đẹp hơn, dù sao cũng là nghệ sĩ thì phải bước ra cửa phải đẹp, chứ không có kiểu như là thoải mái vậy được, như vậy là không có chuyên nghiệp này nọ. Trong công việc của Harry cũng, anh ấy cũng nói rất là nhiều thứ. Thì thực ra mình nói là những cái gì mà liên quan tới chuyên môn của anh thì anh nói đúng hết. Còn nhưng mà tính cách Harry vẫn lì, thế thì những cái gì mà cảm thấy anh ấy không nói đúng nhưng mà vẫn không nghe, cũng lì lì, thì anh nói là bởi vì Harry với anh Thành là góp ý kiến thì góp ý kiến, nhưng không nghe thì thôi, chứ đừng có ép người ta như vậy. Tại vì hai người tính cách ai cũng mạnh mẽ hết, nên nó ép, càng ép thì hai người thường là Harry không nghe là anh có muốn cho Harry nghe cho bằng được không, hay là có chứ, cho qua thôi. Có, nghe cho bằng được có. Tại vì tính cách thì cái nghề của anh ấy là nói mà, liên quan tới MC này nó thì tất nhiên là có chứ sao không. Nhưng mà Harry không muốn nghe thì không, em không muốn nghe nữa. Nói về gia đình. Nói về gia đình em hả? Em hy vọng cái đoạn này sẽ không có bị cắt, bởi vì một số chương trình em lên em quảng cáo thì lại bị cắt. Rồi mọi người cấm em, mọi người mời em đến là cấm em nói về khô gà, lạp xưởng, rồi pate, ăn cho mập này kia. Nhưng mà mọi người không có hiểu được cái đó là một cái niềm vui. Yeah. Một cái niềm vui của gia đình em. Mọi người nói trời đất ơi, con Nhi này đi làm một đống tiền, đi quảng cáo, đi quay này kia mà còn bán buôn rồi tiền ở đâu cho hết. Nhưng mà mọi người không hiểu một ngày có rất là nhiều chi phí, mà đặc biệt là một người nghệ sĩ á, khi mà có hình ảnh đẹp như vậy á, là phải có rất là nhiều đầu tư, nhiều chi phí make up. Tiền này, tiền make up là tiền quần áo, tiền giày, tiền dép, rồi tiền tóc giả nữa. Anh biết là em phải mua tóc giả rất là nhiều. Cứ mỗi cái vở kịch, cứ mỗi cái sự kiện là tóc giả là phải đầu tư rất là nhiều. Thì tiền đâu, có những cái bộ tóc giả nhiêu em? Một bộ tóc giả là mấy triệu bạc. Trời ơi, cao mà thế. tóc thiệt luôn. Mà mỗi lần em nhuộm tóc là em nhuộm được cái bộ tóc giả đó, rồi em dưỡng mới khá là phải mua cái bộ tóc giả. Còn cái đó là sân khấu phải chuẩn bị cho diễn viên chứ. Sân khấu có chuẩn bị, nhưng mà nếu như mình muốn đầu tư cho nhân vật của mình đó là tự đầu tư. Tại vì em thích đó, em thích rồi. Tóc tai là mỗi nhân vật là mỗi cái bộ tóc khác nhau, là phải chi phí rất là nhiều rồi hả, góp xe rồi tiền bãi xe. Cho nên đó, khi mà mọi người nói vậy mới không phải đâu. Em bán em không có lấy đồng nào hết trơn, em chỉ là đại diện hình ảnh thôi, chứ em không có bán đại diện hình ảnh. Em không lấy được một đồng tiền lời nào luôn. Mà đại diện hình ảnh là có in hình mình trên cái đó không? In hình cái gì đâu anh, em nói anh nghe, em á là hay nè nói là sắp cho mắt đến chứng nè, những cái tấm hình này nè nha, là em đi rửa ra, em rửa ra rồi em ký tên đây, mọi người thấy nè, ký tên rửa rất là nhiều bộ hình ra, là em đi quay đi diễn, khán giả nói ơi chị Nhi cho em xin chữ ký cho em chụp hình chung á, thì mình không có nhiều thời gian thì mình phát cho mọi người, mình phát cái nè của chị nè, hình chị nè, thấy không, mọi người thấy em rất là dễ thương, hai bên nhỏ nhỏ vậy để bỏ bóp rồi bỏ cho cái cover điện thoại á, thì mọi người rất là thích. Nhưng mà có một người luôn lặng lẽ lấy những cái tấm hình này bỏ luôn dưới cốp xe để đi giao khô gà, là đưa luôn cho người ta, là mua một bịch khô gà là tặng một tấm hình anh, là giống như là ngày xưa vậy đó, giống như là ngày xưa đó. Em không tin luôn là hả, tại vì bị em đang lợi dụng hình ảnh của em, bị em bắt gặp, chị ơi em nhận được khô gà rồi, ý hình của chị Diệu Nhi nè, dễ thương quá. Đại nói trời đất ơi tại sao lại như vậy, không phải đâu, tại vì khô gà đó là em thích chị Diệu Nhi quá, em thích quá, mà chị em ba mẹ em lại thích, giống như là người trong nhà mình được khán giả biết đến như vậy, yêu thích cái họ vui, cái họ hạnh phúc. Có những lúc em về quê anh biết không, em về quê thì hàng xóm biết đó, là em về mới hả, tìm cách gọi thoại cho chị em, cho mẹ em, rồi nói là về trên đường vô nhà em mà ghé xuống nhà họ chụp hình này kia. Mẹ em nói em vậy thôi, nói rồi cũng làm cho gia đình vui. Nhưng mà khi mà làm vậy thấy họ người nhà quê mà có nghệ sĩ về á, họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho nên từ từ em cảm thấy những cái chuyện đó là những cái chuyện mà bình thường, chứ không phải là ảnh hưởng tới hình ảnh của em hết. Bởi vì khán giả họ yêu quý người nghệ sĩ đó mà không có dịp để mà gặp. Rồi nếu mà người hiểu thì không có nói gì, người không hiểu người ta nói là chị em nhà này đang sử dụng hình ảnh để buôn bán. Dạ đúng rồi, em thấy vui lắm. Tại vì anh biết sao không, khi mà đi quay á, ăn uống đồ này kia là ít có đồ ăn này kia lắm, thì chị em một công đôi việc đem khô gà lập xưởng cho em ăn, thì bán luôn cho đoàn phim. Cũng có nhiều đoàn phim lên án em rồi, giống như là chị Khá Phượng nè, mọi người lên án vui cái con này kia. Nhưng mà một hồi sau khi ăn khô gà lập xưởng như pate nhà em xong, là chị Khá Phượng bữa sau đi tập bài đem cho chị này kia, là chị mua liên tục rồi, mà chị còn kêu gọi mọi người mua cho em nữa. Tại vì chị biết cái đó là một phần kiếm thêm thu nhập cho gia đình em nè, em phải đỡ lo một phần nữa, em chỉ tập trung đi diễn kịch đóng phim này kia thôi.
Thì em hy vọng mà sau khi mọi người coi được cái khúc này mà không bị cắt á mọi người ơi, tại vì dễ bị không cắt đâu, anh cho em thêm 2 phút quảng cáo nữa. 2 phút là đọc số điện thoại lên là 0933704455 gặp cô Diệp hay là chị Nguyên, làm cái số điện thoại đó không phải là Diệu Nhi đâu mà là của chị và của mẹ để bán khô gà thôi, cho nên rất là nhiều người gọi alo Diệu Nhi hả, trời thích Diệu Nhi lắm mà mẹ nó không có, chị bán khô gà thôi là cúp luôn không mua. Vậy rất là buồn, cho nên là hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ. Nhưng mà thật ra mọi người biết không, nếu như ai yêu thích Diệu Nhi ở tỉnh xa có thể mua một bịch khô gà và được tặng một tấm hình với chữ ký của Diệu Nhi nha mọi người. Hôm nay mình đang đi trên một chiếc xe bỗng dưng xuất hiện rất nhiều chiếc camera như vậy. Hôm nay quay cái gì vậy? Quen quá vậy em. À cái của chị Bích Phương hả? Ừ đúng rồi, cái chị Bích Phương. À vậy hả? À? Thì em bây giờ trách nhiệm của em là phải có một cái số view cao hơn chị Bích Phương nữa. Ôi tôi chết rồi. Em thấy em giống chị Bích Phương không? Em á? Cái cách nói chuyện, cách suy nghĩ giống như chị Bích Phương trong cái clip đó đó. Thật sự là em là hơn nữa. Em nghĩ là nếu em nè, chị Bích Phương và chị Hương Giang Idol ngồi cùng một chỗ thì không phải phân biệt lấy sao của ai. Chắc là cho số cuối năm thôi. Thật sự là nếu mà em nghĩ là có một tập như thế thì chắc là phải có 10 cái camera để khắp các góc ở đây thì mới đủ được. Vì quá nhiều âm thanh trên một chiếc xe. À, dạo gần đây chuyện gì với Hoài là vui nhất? Ô mà mưa quá trời này, phải nói to lên mới được. Như à? Mưa trôi cả bầu trời nắng rồi nhá. Dạo gần đây thì em chỉ tập trung vào công việc thôi, nhưng mà nó vẫn chưa được như em mong muốn. Nhưng mà có một cái mà khoảng 1-2 tuần trở lại đây em rất là hạnh phúc khi mà bắt đầu lại nhận được sự chú ý của mọi người tại chương trình Cảm Ơn Hoàn Hảo. Sau được mọi người gọi mình là công chúa nữa, em cảm thấy rất là vui, bởi vì công chúa thì được cưng chiều và một cái trách nhiệm duy nhất thôi là lấy hoàng tử nào đấy, còn lại thì không muốn làm hoàng hậu hay là bà hoàng gì cả vì hay bị uống thuốc độc xong rồi chết. Mà anh thấy anh có theo dõi một số em quay Cặp Đôi Hoàn Hảo á thì anh thấy em đúng thật là giống như công chúa vậy đó, dịu dàng thước tha và gần như là giấu đi tất cả những gì hay ho nhất của mình là nhí nhảnh thì kia, là cái đó có phải là một chiêu của em để em giấu đi này mới bùng nổ lên hay không, hay là do đang bị khớp? Ủa, em nghĩ đấy là em đang thể hiện một phần con người còn lại đấy. Wow. Thật mọi người là em là một người khá là, tức là khi mà mọi người nhìn mình thường, và dạo này gần đây thì Sao Star, kênh truyền thông chính thức của chương trình năm nay chia sẻ rất nhiều các clip hậu trường của em, mà đơn giản em chỉ ngồi trong hậu trường em nói xàm thôi, mà không hiểu sao mọi người có thể về và dựng thành những clip vô cùng hay ho như thế. Và cũng trên Facebook em share quá là nhiều luôn, thì mọi người chỉ đơn giản nghĩ em là tại sao lại trên đời lại có một đứa con gái như thế, tại sao lại có người con gái mà mở mồm ra câu nào, mà mọi người còn khuyên em là nên đi đóng hài luôn, nên đừng làm ca sĩ nữa. Nhưng mà mọi người quên, và có khi mọi người cũng không biết, em chính là một cô nàng song tử. Em, mọi người nói song tử là một cô nàng hai mặt, nhưng mà em nghĩ khác. Hai mặt ở đây chính là hai con người, hai tính cách trong một con người. Ở đây có ai song tử không? Tức là nhá, song song với chuyện em là một cô nàng rất là hay đùa giỡn và lúc nào cũng thích mang niềm vui cho mọi người, thì song song vào đấy thì em còn là một cô gái rất là ngọt ngào và rất là nhẹ nhàng trong tình yêu. Thế là giống như cái việc là em hát nhạc trẻ, nhưng mà em vẫn rất là thích hát bolero, bởi vì và trước giờ em vẫn rất là thích là dân ca. Em có một cái tâm hồn rất là nhẹ nhàng và quyến rũ, giống như là lúc em yêu ấy, em xến sẩm em lúc nào cũng. Tức là người yêu nói cũ em yêu con người nào của em? Người yêu cũ của em hả? Em nghĩ là người yêu nào của em thì cũng yêu em bởi cái là em không bao giờ giấu giếm tính cách của mình. Song song những lúc đấy thì em là rất là thích chăm sóc người yêu. Thì lúc mà người yêu em mà căng thẳng á thì em sẽ làm nào để người em thoải mái nhất. Và lúc nào mà người yêu em khô cứng quá thì em sẽ lãng mạn
bù vào phần người yêu em luôn. Anh không tưởng tượng lúc em lãng mạn thế nào. Em lãng mạn như nhở? Em lãng mạn lắm. Lãng mạn với cái chất giọng này à? Em lãng mạn lắm ý. Ví dụ như là nhá, hay gọi điện buổi sáng buổi tối, lúc nào em cũng muốn được gần người yêu mình, lúc nào em cũng muốn được quấn quýt với người yêu mình. Cứ lúc nào rồi, lúc nào cũng em lãng mạn bằng một cách rất là thiết thực. Ví dụ như là nấu những bữa ăn rất là ngon, rồi chăm sóc vừa từ những cái làn da, làm nào để người yêu mình cũng đẹp đẽ. Thì sau khi nghỉ ngơi thì nhiều người sẽ nghĩ rằng là Giang sẽ quay trở lại với âm nhạc, cũng không ít khán giả bất ngờ là vì Giang lại quay lại với một cái game show. À, trên thực tế, trên thực tế là sao nhập ngũ. Thì nhắc về cái đấy thì cũng để trên đấy. Nói đến sao nhập ngũ nhá, thì đấy chính là một trong những cái môi trường mình trải nghiệm. Tức là ngoài đất nước kia này, ngoài những cái này bãi biển này, rồi hồ bơi kia, rồi nơi món ăn này món ăn kia, thì đấy là một môi trường mà Giang đi vào để Giang trải nghiệm. Thời điểm đấy là khi mà mình bước vào trong đấy là nó như một cái thế giới đó, bước vào là không ai như một cái thế giới khác, tất cả mọi người hàng ngày nhá. Giang xin lỗi, không có thời gian mà đọc báo rồi bình luận đâu. Hằng ngày là chỉ có dậy này, ăn cơm xong là làm tất cả những cái việc tập luyện lao động và chỉ có làm nhiệm vụ thôi. Thì khi mà Giang vào đấy, Giang cảm thấy à đây là một cái trải nghiệm rất khác của mình. Thì nó là một cái lý do mà vì sao thời điểm đấy Giang lại tham gia. Bước vào một cái môi trường quân ngũ như vậy thì điều gì là khó khăn nhất với Giang? Ok, giờ giấc. Chứ bây giờ mọi người nghĩ nhá, bây giờ nghệ sĩ đi, nghệ sĩ mà coi như là ngủ đi đúng không, đi hát có khi nhiều khi 12 giờ 1 giờ mới xong, thế về đến nơi rồi lại còn buôn chuyện này, buôn xong rồi đi ăn đêm đêm đấy, anh em gọi chị ăn đêm đấy, ngồi la cà gặm chân gà cái thứ này rồi uống bia uống rượu này đấy, thì xong rồi là mới về nhà đâu ngủ ngay đâu. Nhiều khi lại lướt lướt Facebook rồi đeo nào gửi hình hôm nay chụp hình sự kiện sinh hôm nào để ngắm hình của mình ngắm, rồi nhiều khi lại tiến tay lại có khi lại tự sửa thêm tí, hiểu không, photo sửa sẵn rồi, nên nhiều khi lại chưa nên được tự bóp mà bóp mặt này một tí này đấy, bóp cổ này eo bóp một tí hết đêm toàn sáng mới ngủ không à, xong bắt đầu chưa dậy không nằm mà đi quay thì chưa dậy này đấy, mới căm cái đi quay đấy, không thì nếu không là tối diễn thì đi ngủ đến chiều dậy này, dậy xong lại đi ăn một tí xong đi diễn, thì cái giờ giấc của nó rất là khác biệt. Thì khi vào đấy, nghĩ đi, nghĩ hộ đi, 4 giờ dậy, ôi, nghĩ đi, này dậy nhá, này gặp chan được chưa, gặp màn này vuông, đấy, xong bắt đầu đánh răng rửa mặt này xong nhá, là đang ở chuông, cái này là chạy xuống dưới sân chạy gục, chạy xong lại lên này, bên này đi ăn biệt ăn cơm, 6 giờ sáng ăn cơm, ô đỡ đi, này, 6 giờ ăn cơm này, này, cơm khô nhá, thịt khô, canh khô rau như này, ăn này 6 giờ sáng ăn xong gì, ăn xong mình lên là kiểm tra vệ sinh để gấp chăn tiếp. Thôi nằm chầm mắt này, tay để chầm mắt một tí. Thế này bắt đầu chua. Đấy, là cả ngày đứng như thế thôi. Thì khó khăn nhất đấy là gì? Không phải cực khổ thì Giang không sợ. Giang không phải là người chưa được chiến chiến lên cái chương trình vận động. Nhưng mà thời gian này, giờ giấc nó dã man quá, không đỡ được. Mà kinh khủng nhất của cuộc đời đấy. Biết gì không? 9 rưỡi, ngủ. Ôi dồi ôi. Này, nghĩ sao 9 rưỡi ngủ, hàng ngày 9 rưỡi bạn làm gì này, là dạo này đúng không, này uống ly trà, ly trà sữa nha, chân trâu xăm xót này, đây 9 rưỡi nha, ngủ nhá, không ngủ thì bị tắt đèn, đấy mày thích làm gì trong bóng đêm mày làm, miễn đúng 9 rưỡi tắt đèn xong rồi nha, này mắc màn, đỡ đi, ôi rồi, này là tắt đèn này có mắc màn, mắc màn ăn mắc màn nhé, thích chơi gì mắc màn chơi, không được ra khỏi màn luôn, ôi thế thì nghỉ đi, không ngủ thì làm gì. Đấy, thì đấy là cái đường mà kinh khủng nhất những ngày đầu khóc. Không chịu nổi. Bình thường giờ này là có cái điện thoại này, bắt đầu này lướt rồi này, lướt để chơi này. Xong rồi không thì chơi game. Đấy, không thì xem Facebook hoặc xem YouTube. Đấy. Thế lại vào này mắc màn nhá, đi ngủ, cái đèn tối om. Đấy không ngủ cũng không ngủ. Nhưng mà với một cái người mà như Giang nói là yêu trai đẹp thì ở trong một cái môi trường mà toàn nam nhi như thế thì vẫn phải có những cái thú vị riêng chứ. Ôi dồi, tôi lẩy đấy, thú vị riêng đâu ra. Ai, nếu nữ thì có đoạn nào đứng thì đứng trong hàng thì mới gặp nhau. Thế gặp thì tay súng tay niêu này. Thế rồi bảo nó nghiêm nghỉ, mắt mũi đảo này thì bị quát luôn.
Ồ, đấy, cũng đánh môi miết rồi, đậm đà, hai má hồng, môi đậm cái thứ đó cũng âm mưu rồi, cũng tưởng như là xem người xem phim mà hậu duệ mặt trời đấy, xong chiêu đấy. Cũng nghĩ rằng là như thế đấy. Tưởng ra thế đấy, hồi đầu lúc đầu vào có thật, nhưng mà vỡ bụng. Em mới vào nhá. Này xin lỗi nha, lúc này mới vào này. Mới vào đúng một phát này, sáng quay ra một phát là binh đoàn của Trần với chiếc đô như thế luôn, chạy mà ngực rung lên này. Ủa làm răng ăn đen này, chạy như trong phim ý. Ôi trời, cũng mắt trời am, chị ơi, tưởng thế thật. Đúng không? Ôi trời không mà, ông coi như là còn luyện tập này. Để hàng ngày này còn lao động này, hăng hái, hăng say luyện tập này, còn làm nhiệm vụ là các anh không phải đi làm. Đúng không? Trong hàng là phải nghiêm túc, hàng năm vẫn ràng lưỡi. Xung quanh toàn là bà Manh Ngô với bà Ngân với bà Nhung thôi, lấy đâu ra mà có con trai, không có đâu, tưởng tượng ra thế. Xong rồi là ăn uống với nhau được một tí thôi, hiểu không? Cho kịp chớp mắt cái thì chuông một cái là chạy toàn hẳn lên phòng nào với phòng đấy. Tối nam một tòa nhà, nữ một tòa nhà, gì mà được gặp nhau mà được cơ hội đâu, tôi cũng nghĩ dễ mà thế là không đời, như không như phim đúng không? Nói chung này xin lỗi thôi nhé, mấy cô mà định vào kiếm xong xong kia thôi, hộ tôi cả em có đâu, đời không như mơ, quên đi. Nhưng mà thấy Giang cũng có lần khen anh đội trưởng đẹp trai cơ mà, nghĩa là cũng đã tia được người rồi còn gì. Khen là khổ quá, là khen là bởi vì là anh ấy cũng đẹp trai. Cái thứ hai đấy là đã nghĩ là được cử xuống để dạy thôi, chứ bản thân anh cũng phải thấy giáo. Anh ấy là được cử xuống dạy thì xong rồi thì nhiều khi là mới vào đấy thì không khí nó cũng căng thẳng. Nếu ý đấy là bản thân nhá, nói thật là mọi người cứ nói là vào quân đội xong nhảm nhí, đâu phải đâu. Chúng tôi vào là vào trải nghiệm. Đấy, nhưng còn những cái lúc mà nghiêm túc làm nhiệm vụ thì mọi người thấy là có được tha cho cái nhiệm vụ nào đâu, phải làm hết. Nhưng ở đây là không phải là nhăng nhít và nhí nhố đâu, đấy là mình đang cố gắng mình mang lại cho người ta một chút cái gì món ăn tinh thần. Mọi người ở ngoài này mới không biết chứ, vào trong đấy á, một ngày ba bữa cơm, mình nhìn bộ đội họ ăn cái thứ rồi, một ngày ba bữa cơm tập luyện hết, đời sống họ khô khan lắm mọi người ạ. Bởi vì đấy là bộ đội của đặc công. Đặc công là đến năm vừa rồi mới chấp nhận cho nữ vàng. Đây bọn Giang là đầu tiên đấy. Những nữ đặc công đầu tiên Việt Nam luôn. Xong lần sau bao nhiêu năm chờ là mới có khóa, là bọn Giang là khóa đầu tiên luôn đấy. Thì nghĩ đi, một đống đàn ông với nhau như thế, ở nhà xa vợ xa con thứ, họ nghe mà có con gái thứ vào văn nghệ có nghĩa là thực sự họ mừng lắm. Mừng lắm. Nhiều khi mình vào đấy mình bạn thấy không, mình khen họ một câu đẹp trai, mà nhiều khi họ xuống họ hàng ngày họ ăn bát cơm mà thấy nó khô, đỡ khô khan. Tập luyện họ cũng thấy vui vẻ hơn, sau này họ đi làm nhiệm vụ họ thấy ấm lòng. Thế một cái câu nói mà mình làm cho mọi người cùng vui, tội gì mình không nói. Thì ra là chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, thì nhiều người cứ quan trọng hóa là bảo vào quân đội họ phá hình ảnh quân đội. Thế đó đôi phá vỡ gì? Đâu có đâu, không phải như thế. Khi mà vào quân đội thì Giang cũng quen biết thêm với Mai Ngô đúng không? Thì Giang thấy Mai Ngô tính ngoài đời thì tính như thế nào? Trước đây hai bạn gặp nhau chưa? Trước đây thì cũng gặp qua rồi, nhưng mà và trong đấy thì có cơ hội để thân thiết hơn. Thì thực sự là Mai Ngô thì tính tình ở ngoài nó cũng dễ thương, dễ thương là chung. Có trùng sóng với cả Giang không? Nó không trùng sóng lắm, nên nhưng mà mình nói cái gì thì nó biết, nó cười, nó không hiểu, cười thế thôi. Chứ nhiều khi nó cũng không phải là cái người mà chủ động, nó tạo ra những người nó thích ngủ. Mai nó thích ngủ lắm, nó thích ngủ thôi, với lại nó gì nó trẻ con lắm. Trong nó cá tính vậy thôi, chứ nhiều khi nó các nhận thức của nó nó trẻ con, nó như một đứa trẻ vậy đó. Đấy, nhiều khi là cũng buồn, cũng tủi thân, cũng không khóc, cũng cố gắng mạnh mẽ để ý là như thế. Đấy, nhiều khi mình cũng phải mình mỗi người ấy, nhìn nhau ấy, chúng ta cố gắng, chúng ta cởi mở mắt ra một xíu. Giang nói thật, chấp nhận những cái cá tính khác nhau trong cuộc sống này, không phải ai cũng thông minh như bạn, không phải ai cũng lanh lợi như bạn, không phải ai cũng ngây thơ như bạn, không phải ai cũng sắc sảo như bạn. Mỗi người một cá tính, với người ngây thơ mình kiểu khác, với người lanh lợi mình kiểu khác. Thế nhưng mà chúng ta chấp nhận những cái sự khác biệt khác nhau trong cuộc sống này, nhìn ánh mắt nhìn con người nó cởi mở hơn, nó bao dung hơn một xí, em nói thật thì nó dễ chịu hơn. Thấy bản thân Giang mà ví dụ nói vài câu, sau đấy hai chị em đi du lịch với nhau, biết tính lắm mà, nó hay thích thủ vậy đó, nó không nhiều bạn đâu, nhưng mà tính nó hiền tốt, không có vấn đề gì cả. Cái khi mà tham gia sau nhập ngũ thì có rất là nhiều cái ý kiến phản hồi về việc Giang, những chuyện như là Giang make up và những cái trò đùa như Giang nói ấy, thì lúc đấy Giang cũng cảm thấy lại là một lần nữa khi mà mình tham gia với mục đích nghiêm túc lại tiếp tục để trở thành tâm điểm của truyền thông không? Cái vấn đề là như này này, như Giang đã nói rồi, vào đấy
ngoài những cái giây phút mà nghiêm khắc ra thì không cho người ta đủ à? Hả rồi, đúng không? Thế là trong phòng mấy đứa con gái với nhau cũng không cho người ta đủ à rồi. Thế vào đến đây, ví dụ như những cái thời điểm đi, mặt ra nói thật mọi người, tập nào mà đùa nhiều, ví dụ cao, đúng rồi. Tập nào mà coi như là chảy ra chóc vẩy ra, ôi dồi này xin lỗi nhá, đen lắm, đi bảo đen lắm, mặt mũi đầy mốn ra bởi vì gì uống nước, bàn tay vẫn chân trước ra, những cái lúc đấy không xem, mà có xem cũng yêu khi không muốn công nhận. Ừ. Nhưng mà đoạn nào mà lố là xông vào chửi thôi, đấy là làm gì, đấy là cái sự nghiễm nhiên của cộng đồng mạng, của những gọi là keyboard hero, đúng không? Mình không thể nào mà đi cãi nhau thì chết à? Không bao giờ mình quan tâm đến những cái điều đấy. Đang xin lỗi lại, đi vào đâu cũng thấy môi trường nào cũng thấy tốt. Ủa không cho người ta đùa rồi, đúng không? Bởi vì là sao? Môi trường quân đội rất là nghiêm túc, bọn Giang vào bọn Giang phải chấp hành hết. Một ngày làm bao nhiêu bước, bao nhiêu cái điều lệnh, điều lệ là bọn Giang phải làm đúng theo như thế. Ôi dồi, mà mới vào thì buồn cười chết đi được, đỡ làm sao được. Ôi dồi, này tôi hỏi ông bà, mình mong bà ở ngoài đang nói chuyện nhau bình thường này, đây tớ bạn nói chuyện nhau bình thường này bà. Ê, đấy, bà nói đi, nói đi, có buồn cười không? Mới vào thì buồn cười chết, buồn cười chứ, trong người ta cười mới 2-3 ngày chứ, mà bắt người ta không cười ngay được. Thì từ từ về sau mình bớt cười chứ. Xong vào thì ôi dồi, ai đi phàm mà gào thét. Tôi lại mẹ, 10 giờ đêm đi ra một cái nhà hoang giữa một cái rừng, đứng đấy trông không ai đứng đấy, không có máy quay phim luôn, cả cũng gài máy coi như này, gài những cái gốc cây này để quay này. Ôi bà đứng đấy hộ tôi cái vi vu tiếng gió vi vu, bà có sợ không, bà có hét không? Bà nào bà không hét mà giơ tay lên đây thì tôi cho bà nhập ngũ luôn đây. Xin lỗi, cuộc đời không có một cái gì là dễ dàng cả. Nhìn vào những cái đó thôi mà nói. Còn những câu chuyện mà giữ gìn hình ảnh make up này kia thì sao? Ôi thì đã bảo vào trải nghiệm mà bây giờ cứ không cho make up, khổ quá lên vào da bị dị ứng. Đấy, make up tôi thử lên quay. Có son thì đang thừa nhận là Giang là người đánh quá đà nhá. Bởi vì là thật sự là mà nói đến like, đây là để mà kể cho mọi người nghe. Cái gương ấy, cái gương trong cái phòng đấy, cả phòng có cái gương thôi. Thì cái gương đấy biết làm sao không? Là cái gương đấy là cái gương mà một cái gương giả. Hóa ra là lắp máy quay đằng sau cái gương đấy để con nào làm tròn những cái trò lố bịch ở đấy thì trong phòng là biết hết. Thì cái gương giả và nó sao nó trong như cái gương ấy được, nó tối đen gì gì à. Có chứ nhiều khi chỉ chậm chậm một tí, là nhiều khi chậm chậm một cả một ngày, chậm được có một lần buổi sáng thôi, đâu chạy xếp với sang bang không chậm một lần hai. Thì cố gắng một lần là một lần đến chiều nó phai ra là vừa, khổ quá. Nhưng mà nhiều khi người ta dựng cái những cái đoạn người ta đưa lên làm nào đây, rằng là một người nghe này, bộ đồ hay ai thế thôi, chúng ta nhìn thấy hình ảnh qua những cái kênh quốc phòng các thứ, họ rất là nghiêm khắc, bởi vì sao? Bởi người ta không chiếu những cái hậu trường, không chiếu những cái lúc các anh cái giải lao. Tôi giải lao bộ đội phải đùa chứ, rất khổ, trời đất ơi. Các người ở người ngoài, người hàng ngày có bao nhiêu thứ, người vui đúng không? Người vui, người không phải đùa. Trong cái kia người ta khổ lắm, người ta hàng ngày người ta nghiêm khắc như thế, lúc nào căng như dây đàn, làm sao mà tinh thần thoải mái bảo vệ đất nước. Đây là tự dưng lại vào mà đùa một tí không cho. Khổ thân người ta không? Thì đấy là có mỗi chuyện son đang thừa nhận đánh hơn quá thật. Thế nhưng bởi vì sao cái gương nó đen quá thì không, nhiều khi mình đánh mình tưởng nó chưa đủ đậm. Ôi giời, thì cứ thế bôi, cố bôi, bôi qua bôi lại để ủ rũ, mà nhiều khi mà người biết không? 6 giờ đi ăn cơm. Ôi giời ơi, 6 giờ đi ăn cơm mà nó 5 giờ rưỡi mới chạy bộ xong về, tranh thủ tắm rửa. Đấy, thay đồ. Một ngày nhá, 8 bộ, A bộ, K37, bộ K33. Ôi giời, bố em biết đường mới vào, không thể nào mà biết được. Thế là dỗ liền vội vàng tạt rửa son, mảnh có nhiều khi không ngắm được bản thân mình ra làm sao. Thế ra ngoài hơi quá nhắc đầu. Bác bảo ôi dương son đỏ không ai nói, lên hình mới biết. Nhiều khi lên hình cái đồ sẽ đỏ thế, nhưng mà đánh rồi là bây giờ đánh cũng đánh rồi, không thích thì cũng chịu, làm nào. Với cả con gái ai chẳng muốn đẹp trong mọi hoàn cảnh đúng không? Thì đấy, cái ai mà cảm thấy là môi đỏ quá thì lấy cái khăn giấy ra chậm chậm vào cái tivi đấy cho nó bớt. Chứ bây giờ mà không có một cái cách nào hết, đánh rồi cũng đánh rồi, quay xong rồi. Thế bây giờ mà chương trình cũng thế. Nhiều khi mà thử quay hết những cái quân độ cứ thử xem, có ai xem không? Phần đây là nó phải có những cái giây phút vui vẻ vào đấy, những cái giây phút đùa cợt, đùa bợt vào. Làm sao đấy để cho mọi người, làm sao kéo nhiều người vào xem trước. Tại sao mà sao lại ngủ đến ngày hôm nay có rất là nhiều người xem? Bởi vì những giây phút vui vẻ đấy, kéo vào xem trước đi đã. Có một lượng sẽ nhất định đi, sau đấy bắt đầu mới nhìn xem họ trải nghiệm như thế nào. Lúc đấy mới công bằng đi, đừng để những cái ác cảm của mình đánh giá. Lúc đấy mới nhìn xem là thực sự là họ làm đấy như nào.
thì dần dần có nhiều người quan tâm đến môi trường quân đội rồi, thì người dân mới hiểu là trong quân đội nó là một cách để truyền thông mà. Đấy là một cách truyền thông mà, tại sao không hiểu cái chuyện đấy. Trong các cái thử thách sau nhập ngũ thì theo Giang là thử thách nào khó với Giang nhất? Có một cái thử thách mà theo Giang đến ngày hôm nay mà Giang vẫn không tin là mình làm được, cái lần bám cái người vào một cái thanh tre dài dài 3 mét, sau đó là đẩy nhưng mà đạp chân vào tường leo như ninja. Úi dồi, cái đấy thì đỡ đi, lúc mà thực sự lúc mà mình nhìn người ta làm mẫu mình không tin là mình làm được thật sự, nhưng mà sao vẫn làm được. Vì sao mà đạp vào tường mà cái mọi không biết cái khoảnh khắc mà mọi người đạp vào tường lên tầng 2 để đột đường được nhập, ui dồi, nó như là coi như là tường, cảm giác nó xuống lắm, chứ như là đi là treo tường mà đạp chân vào tường này nhá, không có dây bảo hiểm, không có dây riết thì kéo lên đâu. Ôi dồi, đạp thẳng lúc vào tường, đấy có hơi sợ chết đúng một xíu không? Ai vin vào cái thanh tre này này đấy, sợ xong sợ rồi đang đạp vào tường mà không đi như người nhện ý, nghĩ sao coi như là nhện gơn đấy, đạp như thế lúc đấy là cái đấy là khó, nhưng mà sau hai làm lại làm được đấy, thế lúc mà làm được thì cũng của bản thân rồi, lúc mà leo dây leo từng cái nút một này này đấy, vài cái nữa chúng ta cũng nhiều thử thách không nhớ hết, nhưng mà đấy cái đấy là khó nhất. Có bị bầm dập nhiều không? Ôi giời, bầm dập nặng, tay chân đã bảo sơ sát hết rồi mà cổ thì chỗ đen được trắng lăng lổ nó biết là cái màu hết lên gì uống nước chú đấy, nói chung là lúc mới về cực khủng lắm đấy, thấy không, còn hy sinh hết hình ảnh của mình, có cái gì đâu, ở nhà đi tắm trắng đi, xinh tóc dài đi, xối xối tóc mướt mải đi, ai mà không muốn như thế, nên nó là rơi vào cái đam mê thì phải chịu những cái lúc mà người ta cống hiến cố gắng ghi nhận một tí vậy thôi. Còn lúc mà có chuyện gì xảy ra, chấp nhận chửi như nào cũng được. Nhưng nếu đã chửi đã gắt như thế thì cái lúc mà người ta cống hiến cố gắng làm sao mà ghi nhận một xíu cho xứng đáng, cho người ta vui tí hiểu không? Làm gì đâu, người ta cũng đổ thôi, cho cậu các bà vui thôi, thích xem thích thôi, chứ bây giờ đâu có thể nào mà chửi làm tất cả mọi người. Chuyện đó xảy ra trong nhiều ngày, trong một tuần, thì tới một cái lúc mà cảm thấy lúc đó phải cần, thực sự là cần rất nhiều can đảm, bởi vì trước đó như em nói là trước đó tất cả cuộc sống em phụ thuộc vào gia đình hết, đi hát này nọ cũng bao nhiêu các xe đều là có gia đình quản lý hết, cho nên là em không có chữ được cái gì cho mình hết, cho nên là cái lo nhất của em khi mà ra khỏi nhà là tiền đâu để sống, thực sự luôn, cực kỳ lo, và xe đâu để đi, lúc đó chưa có xe nữa. Mà nhưng mà cái chuyện gì mới đẩy mình ra khỏi nhà? Thì mâu thuẫn với mẹ. Mâu thuẫn với mẹ. Yeah. Và hôm đó là câu chuyện gì để đến mức mà là, mày đi ra khỏi nhà đi. Mẹ nói với em là mày đi ra khỏi nhà đi, hay là em nói không, em con đi đây. Lâu không nhớ. Tức là em chỉ nhớ nó là năm 2012, hình như đầu năm thì phải. Thì sau quá nhiều cái mâu thuẫn giữa hai mẹ con, quá nhiều cái đấu tranh, cả về nghĩa đen là nghe bóng xảy ra, thì em nhớ lúc đó là may mắn lớn nhất của em, một trong những may mắn lớn nhất của em đó là gặp được một cái người anh mà lúc đó người dân hết sức luôn mà không hiểu sao, nó thôi mày xuống đây đi, rồi tao mày sống đi, rồi mày có gì đâu, mày cứ xuống đi, mày ở với tao, đó là anh Mai Tiến Dũng, là người đúng nghĩa là cu mang. Mà lúc đó là quen chưa? Lúc đó mới quen à, tức là em đã vô tiếng Nga rồi, ảnh đi vô trước em, nhưng mà không có thân, tại vì ảnh nói con này mặt nhìn cứ khó chịu kiểu gì nên ảnh cứ nói là nhìn em cứ chảnh chảnh kiểu gì, nhưng mà sau đó thì được thân được 1-2 tháng thì có chuyện xảy ra, thì anh mày cứ xuống đây đi, về ở với anh, thì có gì anh lo cho mày được, thì lúc đó mới gọi là đủ không tiền không xe đâu, không gì ảnh lên trước em mà, tức là đến lúc đó em ở khu khác, còn khu mà ảnh ở là khu Orange County, khu của người Việt, còn em ở một cái chỗ đó cách đó 45 phút, thì ảnh lên trước em, không mình cứ xuống đi chứ tao thấy mày khổ quá đó, rồi xuống thì anh đúng nghĩa là cu mang em rồi vậy đó, thì một thật ngày xưa lúc ở bên Mỹ cực lắm anh ơi, mọi người cứ nghĩ con Mỹ sướng này nó không có đâu, cực lắm, đi hát không có như bên mình, không có như bên mình là lúc nào cũng phải có make up hair trợ lý người ta xế không hề. Em còn nhớ có lúc mà em tự lái xe đi hát ở một cái chỗ cách đó 3 tiếng đồng hồ, tự lái xe một mình em, lúc đó em cũng rủ người này người kia, nhưng mà em mọi người bận hết, bên Mỹ ai cũng có việc riêng họ, thế là tự lái xe 3 tiếng đồng hồ xuống đó, mà nó vắng, một cái đường nó là đường đồi núi nếu sợ lắm, bắt đầu nghĩ tới những bộ phim kinh dị của Mỹ là đâu sợ rồi, đi xuống hát đám cưới, hát xong hai set xong
11 giờ đêm lái về, vậy mà cũng về tới nhà được. Chính những cái trải nghiệm nó làm cho mình mạnh mẽ hơn rất rất là nhiều và tự lập hơn rất là nhiều. Nhưng mà lúc xuống phía ngoài Tiến Dũng á, không tiền không xe nữa thì cái những ngày đầu mình sống như thế nào? Tại vì em vẫn có đi hát. Lúc đó là mới qua Mỹ, cái may mắn lớn nhất là vừa qua Mỹ là tức là trước đó đi hát tiền đưa cho mẹ. Dạ đúng rồi. Còn sau này đi hát thì em hỗ trợ một phần cho gia đình, còn một phần là em giữ để mà lo cho cuộc sống của em. À, có nghĩa là em đâu có phải là cắt đứt hoàn toàn với gia đình. Thời gian đầu sau đó mới cắt đứt. Còn hỗ trợ gì nó căng nữa không? Thì em nói là nhiều chuyện lắm, bây giờ anh hỏi em cũng quên mất luôn là rốt cuộc là từ đâu luôn, vì nó lâu quá rồi, 5 năm rồi anh. Nhưng mà kinh tế gia đình lúc đó có thể tự chăm sóc không phải là không, cũng khó khăn lắm anh, cũng khó khăn lắm. Tại vì ba em lúc đó vẫn còn ở bên Việt Nam, mẹ em với lại cả ba đứa con đều ở bên Mỹ hết, thì em hiểu như khó khăn của mẹ, nhưng mà lúc đó mình mới có hai mấy tuổi mà. Đã đọc báo tưởng là gia đình mình khá. Không. Mình khá chứ. Không, nhà em bình thường, nhà em là gia đình bình thường chứ đâu có phải là ai cũng nghĩ là vậy á. Ai cũng nghĩ là nhà em mà khá giả, xong rồi bố mẹ gọi là giờ quan hệ quen biết này đưa vào nghề chứ đâu có đâu. Nhà em đâu có ai theo nghề. Mà lúc mới qua là khó khăn đủ thứ hết. Mà ba thì phải ở Việt Nam, rồi là đi làm để mà chuyển tiền qua bên Mỹ. Em còn nhớ là hả, ngày xưa lúc mà em đi học ở trường á, thì đậu xe thì phải $2 đậu xe ở trường một ngày. Và lúc đó là nói chung là cái tuổi mới lớn thì có rất là nhiều cái chướng những cái bướng với mẹ, xin mẹ không cho nên phải ngồi đếm từng đồng xu, mà đồng 25 cent anh gom để đủ $2 đi đậu xe đi học ở trường đó. Cho nên là có rất là nhiều cái khổ, những cái vất vả mà mình đã trải qua, mà chính nhờ những cái đó mình mới thành được mình như thế này, mới đủ bản lĩnh để mà chiến đấu với thị trường. Nếu như mà đề nghị chị gọi một cú điện thoại cho anh Thanh Duy để nói trách móc, vì hôm nay lẽ ra anh Thanh Duy sẽ là người bạn đồng hành cùng với chị, chứ không phải là để chị cô đơn lẻ bóng một mình như vậy. Nhưng mà cuối cùng anh này có một cái lịch ở ngoài Hà Nội nên không bay về kịp. Trả lời không biết chị gọi anh có nghe máy không, nhiều khi anh đang quay. Em sao? Anh ơi. Ơi. Anh đang Hà Nội hả? Đang về nè. Đang về sân bay. Vậy hả? Em nhập em viện gì? Nữa rồi. Dạ, ở đâu? Ở Hà Nội, anh quay lại Hà Nội không? Trời ơi, em bị gì? Thôi mẹ ơi, tao không có dốc được hết. Em đang trên South Star. Người ta kêu em gọi cho anh nói là em bị gì, anh quan tâm không? Đáng lẽ câu đầu tiên của anh là trời ơi, em cứu sao em, phải cứu em. Anh, ấy quá. Không, nếu nói là em có cần gì không, mình ra vô mà. À, là anh quan tâm quá đúng không? Là có quan tâm rồi đó em. Anh là một người anh theo cái kiểu là những cái lúc mà đàn em hay là những người bạn của mình mà có gặp chuyện gì là anh hay không làm gì cả lắm. Đúng rồi, em biết mà, em thường biết chuyện đó anh Thanh Duy Idol. Trời ơi. Anh ơi. Con Nguyễn Hương Giang tối qua cũng vậy. Nguyễn Hương Giang nó ôm anh ấy. Tôi anh là người anh tuyệt vời anh ạ. Chị của em biết là dù với chuyện gì xảy ra thì anh vẫn là thần tượng em. Các kiểu và những lúc mà em cũng bị khốn nạn ấy, chị đợi thì anh không làm gì cả. Thì đúng rồi. Trời, anh Thanh Duy á, kể cho mọi người nghe, anh Thanh Duy á là ảnh khi mà như gọi điện. À không, cả nước đều biết cái tin là cả như bị bẩn mặt. Thì anh Thanh Duy, trời ơi, con Duy nó làm sao? Ổng nhắn tin rần rần, Facebook ổng nhắn, iMessage ổng nhắn đủ thứ hết trơn. Đồ anh sẽ qua thăm rồi này kia. Như anh biết em có rất nhiều tiền, nhưng mà hãy cho anh cho em 1 triệu. Và mẹ mới nói không cần, em không cần. Anh Thanh Duy anh nói không, anh muốn cho em 1 triệu. Và tới nay anh Thanh Duy cũng chưa thăm, cho tới khi Khánh Như đi làm lại. Khánh Như đã xinh đẹp lộng lẫy trở lại mặt anh, chưa thấy 1 triệu luôn. Không. Tự nhiên mẹ đi thăm bệnh. Ông nội, ông đi thăm bệnh mà ông xin tài khoản, ông chuyển khoản. Rồi ông có bị gì? Do những người đang đắc ý hồ. Trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi ở nhà 20 ngày. Liêu Hòa Trinh qua ăn sạch cơm của tôi, ha, phá banh nhà cửa mà anh không thấy đâu, tại vì anh mắc đi kiếm xô. Đúng, mới có
1 triệu để đưa cho em. Trời ơi, em thật không ngờ luôn. Đây sự thật về mối quan hệ. Em thấy cuộc điện thoại này nó thật là nhục nhã với anh em mình. Em vừa mới nói là tình bạn của chúng ta rất là tuyệt vời luôn á anh Duy. Thế là trong sáng cao đẹp. À, em nói là chúng ta luôn ở bên nhau, những lúc buồn gặp nhau có thể khóc và vui vẻ với nhau. Mà sao này em tính nghỉ chơi luôn. Em vẽ lên một câu chuyện như vậy để làm gì, chứ người ta chờ đợi chứ. Anh ơi, tại cái bạn phóng viên này, bạn ấy nói là hả, nhìn cái tình bạn rất đẹp của mọi người, tại vì hay quay clip khùng clip điên. Em chứng minh, em mới gọi điện cho để chứng minh được là không như vậy em đâu. Đúng rồi, em phải chứng minh là không như những gì em nói. Chán nản thiệt, anh ơi, em vẫn muốn lấy 1 triệu. Không, em nghĩ là anh nên trả tiền khách sạn cho ngày đi chơi tiếp theo của tụi mình. Tại Liêu Hòa Trinh nó thảm lắm anh biết không? Nó qua nhà em nó tội nghiệp lắm. Nó không có gì cả. Cuối cùng nó ăn hết đồ ăn. Em bị bệnh, em ăn không được mà nó mua cho em một cái bánh mà tiramisu mà kiwi mà chảy chèm nhẹp luôn á anh. Trời ơi, nói vậy là còn kiểu có tình có nghĩa với em mới gặp anh mua chai bánh mì cao cấp. Trời ơi, mà không có ăn được cái gì. Anh biết mày cảm không được luôn. Trời ơi, mà nó ăn không được anh như đi ăn cho. Đó con Trinh thiệt ác dễ sợ luôn rồi. Nó qua hả, nó hỏi mẹ em có nấu gì không, rồi nó ăn rồi xong cái nó qua, xong cái bữa sau nó qua nhà không có gì cái nó tự nấu. Trời ơi, nó đáng sợ khủng khiếp. Mà anh có biết hả? Tự nấu tự ăn luôn. Ờ, nó tự nấu, nó tự ăn. Con chị thì đau mỏi không ăn. Em á thì phải nằm trong phòng, tại vì em cách ly với bên ngoài là sợ bị nhiễm khuẩn đó. Em ở trong phòng, em ngồi ra như cái chuồng chó gì đó. Còn nó ngồi ngoài, nó chảy hội, nó mời người này người kia ăn. Ăn cùng Trinh, ăn cùng Trinh. Giống như là nhà em, giờ giống như cái sở thú. Kiểu người ta tới cái gì đó. À người ta rồi ngắm thú. Cắm trại đồ để coi thú. Trước phòng em có cái rào. Trước phòng em có cái rào. Cái em ngồi đó như đúng kiểu như một con thú cưng ngồi trong thì chết. Với lại là anh cũng biết được là ở nhà hình ảnh như thế nào đó. Anh em phải mặc đồ để dễ xuất khứ phỏng. Anh Thanh Duy idol, không phải lúc nào em cũng phải mặc đồ đẹp được. Tại vì em phải xuất khứ phỏng nên em hả, em mặc đồ thấy ghê con Trinh nó chụp hình chứ gì. Trời thì ơi, anh tưởng tượng là được cảnh đó. Thấy ghê, thiệt là thấy ghê luôn á. Nó anh biết không, bây giờ nó còn để đôi guốc của nó nhà em nữa kìa. Nó qua, nó xách đôi guốc nó qua, xong rồi nó lấy đôi guốc của em nó đi. Tới nay nó chưa quay lại. Nè. Rồi anh về đi gọi em nha. Thôi rồi làm gì chúng ta đã giặt mặt nhau như vậy. Thôi chúng ta nên nghỉ chơi à. Thôi chừng nào vui rồi chơi lại chứ. Ok. Bye bye. Chúc Hạ Như và các bạn sẽ có một buổi live stream vui vẻ trên sao chị ta. Bye bye anh. Bye. Bye bye. Bye, bye. Vui bye bye. Xin chào tôi. Xin chào. Tôi là Kim. Cảm ơn anh. À thôi, anh cũng được. Nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc. Thôi. Ngại quá. Thôi thì mặc quá. Thôi. Không, vẫn phải nói. Vẫn phải thẳng quá. Cảm ơn anh. Ở Sài Gòn, anh không cần anh. Ô! Chỉ cần em là mặt trời của anh. Oh my god! Ô oh, không được đâu, oh my god, oh my god. Oh my god. Được, được, được. Nào, nào. Tiếp, 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 vẫn còn à? Không, không, hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Em... sắp vào hết rồi. Hôm nay mình phải gặp nhau thôi. Ông đừng có vội quá mặt trời, mặt trăng gì. Không, anh để cho anh phát anh ý, thấy cảm động ấy. Bắt anh quá. Bố đang đi ta ta còn làm như thế này. Anh xin lỗi anh tặng quà này. Tặng. Thế là ngại quá. Nhưng mà ngại lắm á. Tại vì đây là sóng truyền hình. Sao? Đùa mà, cái đứa đùa. Chứ đâu có thật đâu. Thối quá.